Dạ, và Mai Như Huỳnh mến chào quý khách. Khách ơi thì tiếp tục hôm nay em giới thiệu với cả nhà mình những cái cây Phú Tân già mùa nha cả nhà. Và phơm hoa của Phú Tân tròn đều như Badabon luôn, rất là đẹp ha cả nhà. Thì nó sáng hoa nữa mọi người. Và hoa nó là hoa chùm, mọi người thấy nè. Nó lên chân xanh một nụ nó lên được hai búp. Hoặc là nhiều khi nó đi được một búp lẻ nha cả nhà. Đó, nhiều khi nó đi thật hai ba búp luôn nè. Rồi thì em sẽ có mấy cây Phú Tân em muốn giới thiệu với cả nhà mình nha. Đầu tiên em vô mã số 1. Mã số 1 nha cả nhà. Mã số 1 cây Phú Tân. Cây này có cái hoành là 10, hoành 10 nha cả nhà. Hoành 10 và cao 70, ngang là 80. Thì cái Phú Tân này là em ghép nó liền cốt rồi. Loại này cây này là hơn 6 mùa nha cả nhà. Nghĩa là ghép từ nhỏ, ghép gốc nhớ có mọi người. Và nó liền cốt nè, củ đế nó nở nè. Cả nhà thấy cái cốt của nó rất là to ha. Và đặc biệt của cái lô Phú Tân này á, là khi mà em mỗi một năm em đôn lại á, các cái chi bên đây nè mọi người, các cái chi nhánh này nè, nó rất là to nè. Cả nhà xem nè, nó em cái ngón út em ha. Còn cái gốc á, cái gốc nó khá to luôn nha, hoành 10. Hoành là hoành thân ở trên này nha cả nhà. Hoành thân là 10, còn hoành gốc, đã thử cái hoành gốc bao nhiêu nè. Hình này là hình đế củ nở con thú đa số luôn. Hoành gốc nha mọi người, hoành gốc là 12, hoành gốc là 12 nha cả nhà, 12 ha. Còn hoành thân là 10. Rồi mọi người nhìn xem nè, cái tàn em con lại là nó chắc gịch luôn ha. Nhìn cái cây, cốt cây nó già mùa nha cả nhà. Rồi cây này có giá là 1,1 triệu nha cả nhà. 1,1 triệu em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Thì cây này nó đặc tính nó thêm nữa cả nhà, đó là nó chịu lạnh. Rồi em xuống qua cây số 2. Cái chịu lạnh nó là nó dễ nở hơn so với Thủ Đức. Nụ nào thì nó sẽ chắc cái nụ đó. Và cả nhà mình kiểm tra cái nút nụ nè, nó đang chi chít rất là nhiều ha. Nụ này là vừa chứ không nhỏ nha cả nhà, bởi vì cái Phú Tân thì nụ của nó không có to. Đây mọi người ha, cả nhà kiểm tra cái nụ nè. Rồi bây giờ tiếp cây này là mã số 2. Mã số 2 nha cả nhà, Phú Tân mã số 2 nè. Bây giờ em lấy ký hiệu là 1A hay A đi mọi người, để lộn với những video trước nha. Cây số 2A ha. Cây này có cái chiều cao là 85 và ngang là 80. Cao hoành là 14 nha cả nhà. Hoành là 14, hoành thân á. Đây cả nhà xem nè. Hoành thân á là chỗ này nha. Đo thử rồi đo lại nè. Ú nu nè, cái hoành thân. Hoành thân là ngay chỗ mí ghép liền cốt á mọi người. Lật ngược lại. Đây, hoành 14 cả nhà ha. Rồi hoành gốc đi, hoành ôm cái gốc. Hoành gốc là 19 nha cả nhà, 18 18 đi ha. Đó, và mọi người xem nè, nút nụ nè. Đây, nút nụ rất là nhiều nè mọi người. Cái này thích hợp cho chúng ta đón Tết luôn ha. Rồi đây cả nhà, cái Phú Tân này mọi người thấy nè. Đó, mặc dù cái chiều cao và tán ngang á thì nó không hoành tráng dữ ha. Cao 85 ngang 80. Bởi vì em con theo kiểu tàn thông á mọi người, là chi cành nó sang sát, nó kẹo tàn nha cả nhà. Không có bỏ nó lưa thưa ra, nên mọi người thấy nè, hàng năm thì con mình ghép gốc nhớ có mọi người, thì cứ một năm mình sẽ con một lần. Đó, và để cho nó tạo được cái cành cốt nó kẹo nè, mọi người nhìn nè. Đây, nó kẹo. Kẹo cành nè ha. Đó mọi người thấy không? Em quay cho cả nhà mình xem nè. Đó. Cái cây rất là khỏe luôn và vận chuyển bao với cả nhà luôn á là tầm 10 ngày, 12 ngày nó vẫn không ảnh hưởng tới cái cây. Nó chỉ có rụng một vài lá thôi nha cả nhà. Bởi vì sao mình chắc chắn như vậy? Nó thuần chậu quá cả nhà. Nó thuần chậu trong này nè, mình nuôi rất là nhiều năm qua cái chậu thì nó đã quen với mấy chậu rồi, nên là cái sức chịu đựng của nó rất là lâu ha. Rồi cây này mã số 2A có giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu em Huỳnh bao phí vận chuyển cho mình nha, bao tới nơi luôn nha cả nhà. Em sẽ đóng vào thùng xốp rất là gọn để mà vận chuyển cho mọi người. Rồi em lên tiếp cây số 3A. Cây số 3A ha, cũng là một cây Phú Tân nữa nha mọi người. Wow, cây này nó tàn, nó tròn dành luôn nè cả nhà, và rất là đều luôn. Đây, nó không khuyết một chỗ nào luôn nha cả nhà. Chiều cao là 80, ngang là 85 ha. Quay một vòng luôn. Cây này rất đẹp nha. Ai yêu thích cái Phú Tân thì alo em cây này liền nha cả nhà. Rồi hoành 12. Hoành 12 là hoành thân nha cả nhà.
Quành thân là 12, còn quành gốc là khoảng 20 nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Đây mọi người nhìn cái này nè. Đó, cái tàn của nó nha. Mỗi một năm mình đô một lần á, nó mới được cái độ kẹo tàn như thế này nha cả nhà. Còn không á là nó lưa thưa. Cả nhà thấy chiều cao, nhiều khi chiều cao tán ngang quá hoành tráng, nhưng mà nó sẽ không được khích tàn như thế này ha. Đây mọi người. Đó, ở trên nè. Rồi ha. Rồi kiểm tra cái phần nút nụ nữa là tuyệt vời nha. Đây. Rồi. Cả nhà xem nè, mỗi một cái lá nó sẽ là một cái nụ. À, và những cái nụ này là kiệt Tết nha. Nếu như mà mọi người thích Phú Tân thì alo cho em ha. Nói chung là kiểm tra nút nụ thì nụ như vậy là vừa nha cả nhà. Rồi, cây mã số 3A này có giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu em Huỳnh bao phí vận chuyển cho mình nha. Đó, cây toàn đều luôn nha. Rồi em lên tiếp. Cây số 4A. Mọi người thích cây nào thì alo cho em ha. Ở vườn Huỳnh bây giờ cũng có vài cây nó nở lác đác á mọi người. Bởi vì đây mọi người thấy nè, có vài cây nở lác đác nè. Và nó nở vậy thôi chứ nụ nó rất là còn rất là nhiều, nên mọi người cứ an tâm ha. Rồi, đây. Đó, cây này thì nó có tê y như cây thông Noel là cả nhà. Đó. Cây này có cái hoành là hoành thân là 10 nha cả nhà, còn cao là 90, ngang là 70. Còn em thử đo cái hoành gốc nè. Đây. À mọi người ơi, hãy phân biệt giúp Quỳnh ha. Đây là cây mai ghép. Mai ghép Phú Tân. Ghép gốc nhớt. Em nuôi nhiều năm. Nó mới được cái gốc như thế này mọi người. Hoành gốc là 13 ha. Và hình đế thú nè. Đó. Cả nhà thấy nè, rất là to ha. Cốt cành nè. Đây, nó sang sát nè mọi người. Nó khác với những cái cây khác bởi vì á là em con nó lại nè. Em con nó lại theo cái cành cốt nó rất là cứng cáp nha cả nhà. À, và một điều nữa là xin lưu ý giúp Quỳnh á. Cây này là mặt hoa từ 8 đến 12 cánh. Và nụ gió mọi người. Nụ gió thì nhiều khi á là nó có khoảng... đây, ví dụ như này. 8 cánh ví dụ vậy ha, hoặc là nó hơi nhỏ cái khung phơm, nhưng mà khi chúng ta lãi đồng lọt á mọi người thì nó sẽ có cái bông rất là to nha. Đó. Rồi cây này có giá là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu em Huỳnh bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Rồi cây này cây 4A em lên tiếp. Cây 5A là cây cuối cùng nha của video ngày hôm nay nha mọi người. Cây 5A. À, cây này cũng khá tròn nè mọi người ơi. Cây này có cái hoành là 12, hoành thân á. Còn cao là 70 và 8 ngang là 85. À, có những video trước thì Quỳnh chỉ báo hoành thân mà Quỳnh không có báo hoành gốc á mọi người, nên là cả nhà mình cảm thấy cây nó nhỏ. Nhưng mà cả nhà nhìn xem nè. Wow, cái kẹo tàn ha. Em đôn sang sát nên chi cành nhánh nó rất là đều mọi người. Và cái cây này chúng ta lãi ra là nó rực rỡ luôn ha. Rất rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi cây này cũng có giá là 1,4 triệu. 1,4 triệu em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển cho mình luôn ha. Kẹo tàn vô cùng và rất là đẹp luôn. Cây mã số 5A. Rồi em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình những video sau. À mọi người kiểm tra giùm em cái nút nụ nha. Nút nụ nè. Đó, kẹo nụ ha. Và nó có những cái búp to to này nè. Là về nó nở cho mình vài bông thôi, chứ còn rất là nhiều nụ nha cả nhà. À, Phú Tân ha, dạo Phú Tân. Em xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà mình video sau. Rất là cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em ạ.